Này có khách ghé shop làm combo cho máy Xiaomi Poco X4 GT. Đầu tiên là kính cường lực full màn hình Super D, kính bao full hết các góc cạnh và có độ minh mực thoải mái khi lướt. Loại kính này bên shop bán rất chạy với giá ổn định nên các bạn yên tâm mà lựa chọn nha. Khi dán các bạn còn bị bong bóng bên trong màn hình thì cứ việc lấy tay đẩy nhẹ như shop là được. Còn gặp trường hợp bị bụi bên trong thì shop có tặng kèm miếng hít bụi để hít ra như video của shop là được nha. Cái tiếp theo là miếng dán BBF hình kim cương. BBF shop có nhiều mẫu hình khác nhau, các bạn muốn xem thêm thì cứ liên hệ bên shop nhé. Miếng dán BBF là loại dán chống chày mặt lưng để bảo vệ các trường hợp gây gớt điện thoại. Hoa văn của BBF kim cương khi dán lên nhìn rất là sang và bắt mắt. Nếu như các bạn nào không biết dán thì cứ dán như video của shop hoặc mang qua bên shop, có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ dán cho các bạn luôn nha. Cái thứ ba là kính cường lực camera. Một bộ kính camera bên trong có tặng kèm khăn lau và miếng hít bụi. Bộ camera của Poco X4 GT này là full hết viền trên camera luôn nha. Độ dày rất tốt và chắc chắn không ảnh hưởng gì tới chụp hình nên các bạn yên tâm nè. Cũng rất dễ dán, các bạn chỉ việc lau sạch phần camera và sau đó tháo siêu ga dán lên thôi là được. Cái cuối cùng là ốp lưng Sun DD. Ốp lưng chống sóc bốn góc, đặc biệt là phần camera của ốp lưng. Khi đã dán kính cam rồi thì sẽ không bị cứng như phần camera của ốp lưng nên các bạn yên tâm thoải mái mà sử dụng nha. Nếu như các bạn muốn làm combo 4 sản phẩm này cho máy Xiaomi Poco X4 GT thì cứ inbox cho shop hoặc comment phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Chào các bạn.